Nhận định Sài Gòn với Quảng Ninh, 18 giờ ngày 8 tháng 7, vòng 14 V-League, sân Thống Nhất, sân khách là hạn chế với Quảng Ninh trong mùa giải này. Trải qua 7 chuyến hành quân từ đầu giải, thầy trò Phan Thanh Hùng chỉ 2 lần ca khúc khải hoàn. Cập nhật thông tin kèo, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất về bóng đá. Cặp đấu này được cho là hấp dẫn bởi tên tuổi của đôi bên. Trên bảng xếp hạng FIFA thì Tunisia xếp cao hơn 25 so với 50, nhưng về thành tích tại CAN, về đối đầu và phong độ hiện tại thì Ghana lại tỏ ra nhỉnh hơn. Ghana đã 4 lần vô địch CAN trong khi Tunisia mới có 1 lần, nhưng chức vô địch gần nhất của Ghana đã diễn ra cách đây 37 năm. Ở vòng bảng, đôi bên đều chưa thể hiện được vị thế của mình và họ cũng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Ghana tuy đứng đầu bảng F, nhưng hai cuộc chiến với Benin và Cameroon họ đều không đáp ứng được niềm tin dù rằng ở cửa trên. Tuy nhiên, Ghana vẫn còn khá hơn so với Tunisia, đội chỉ có 3 trận hòa ở vòng bảng. Nên nhớ tại bảng E của Tunisia, họ được đánh giá cao hơn so với cả 3 đối thủ còn lại. Điều đó được thể hiện qua việc Tunisia là cửa trên cả 3 trận, nhưng rồi đội bóng Bắc Phi đều gây thất vọng với giới đầu tư. Thêm vào đó, trên khía cạnh nhân sự thì Tunisia cũng không được đánh giá cao bằng Ghana. Cần biết rằng trong đội hình hiện tại của Ghana có anh em nhà EU, Wakaso hay Partey, những nhân tố ít nhiều cũng đã tạo dựng được tên tuổi của mình. Hơn thế nữa, ở khía cạnh đối đầu thì Ghana hoàn toàn vượt trội, nên nhớ khi đôi bên đụng độ trong khuôn khổ CAN, Ghana chưa bao giờ thua Tunisia, thậm chí họ thắng tới 6 trên 7 trận. Qua những gì hai đội đã thể hiện ở vòng bảng và lịch sử đối đầu như vậy, việc Ghana được đánh giá cao hơn là điều không bất ngờ. Nhưng tỷ lệ chấp 1 trên 4 lại không quá khả quan với Ghana, thậm chí kèo châu Á như vậy còn là điểm xấu với đội bóng này. Cần biết rằng cả 3 trận gần nhất mà Ghana chấp 1 trên 4, họ đều không thể giành chiến thắng. Bên cạnh đó, cần lưu ý là Tunisia dù thua kèo cả 3 trận vòng bảng nhưng đó đều là những cuộc chiến họ ở thế cửa trên. Tâm lý sẽ rất khác so với ngày hôm nay khi Tunisia bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Thực tế là Tunisia vẫn đang có mạch 6 trận bất bại liên tiếp, và tôi tin rằng họ là lựa chọn sáng giá hơn ở trận này.